Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một chủ đề là đội bảo hộ tâm linh Spirit Guide đang muốn nói gì về hành trình của các bạn. Hãy nghĩ về tất cả những thứ mà bạn đang coi là hành trình, về công việc, tình yêu, hạnh phúc, tiền bạc hay thậm chí là bất cứ điều gì mà 2024 hay là một cái mục đích, một hành trình lâu dài của các bạn cũng được, để xem nếu như hôm nay bạn thu hút đến cái trải bài này, hãy biết rằng đâu đó sẽ có thông tin dành cho các bạn. Hôm nay thì sẽ chỉ có hai tụ thôi, ứng với hai hình ảnh. Tụ 1 là hình con rồng và tụ 2 là hình kỳ lân, để các bạn có thể xem là cái tụ bài nào liên kết nhất với câu chuyện hoàn cảnh các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào với từng tụ 1. Tụ 1, Spirit Guide đang nói gì về hành trình của các bạn? Các bạn có love. Trời ơi, love. Trời ơi, tụ này ơi, không có một cái màu gì khác nó có thể rất là rõ ràng hơn trong cái thời điểm này, thời điểm các bạn nhận được video cũng như tất cả những dấu hiệu bạn nhận gần đây. Thì Spirit Guide, đội bảo hộ tâm linh của bạn chỉ muốn nhấn mạnh một điều nữa thôi, đó chính là tình yêu. Tất cả mọi thứ, tất cả những cái xúc cảm, tất cả những cái rung động, tất cả những cái hành vi, tất cả những cái cử chỉ, tất cả những cái giấc mơ, tất cả những cái món quà, nói chung là một cái suy nghĩ yêu thương nào đấy mà một, bạn đang muốn trao tặng cho người khác, hoặc là trao tặng cho thế giới, trao tặng cho những gì xung quanh bạn. Hai là bạn đang được nhận cái sự yêu thương đấy từ một cái đối tượng cụ thể. Chắc chắn nha, Spirit Guide đã nói thì chắc chắn nó là thật rồi. Ở đây liên quan đến luân xa trái tim. Nếu như trong cái khoảnh khắc này, ngay khi mà bạn nhận được những cái thông tin mà Vi đang nói ở trong những giai đoạn đầu đây, mà trái tim của bạn đã có phản ứng, hoặc là tự nhiên người các bạn rung lên, thì các bạn hãy biết rằng các bạn đang rất là liên kết với cái trải bài này. Thật sự hôm nay mình rất là may mắn khi mà ngay lập tức mình nhìn thấy có true love, có tình yêu thật sự, có tình yêu đến từ trái tim, hai trái tim cùng kết nối, bất kể là các bạn đang ở cùng quốc gia hay khác quốc gia, đang ở cùng một cái hoàn cảnh hay khác hoàn cảnh, hay các bạn đã thật sự gặp nhau hay chưa. Nó không quan trọng bằng việc là Spirit Guide, đội bảo hộ tâm linh, muốn nhấn mạnh chắc chắn đó chính là nếu như các bạn đang độc thân thì tình yêu thật sự đang đến với các bạn và sẽ chạm tới các bạn một cách chủ động, bạn không cần phải đi tìm người đấy. Thứ hai đó chính là, còn nếu như bạn đang trong một mối quan hệ thì hãy biết rằng mặc dù có thể nó có rào cản thật, nhưng đến cuối cùng cái người phù hợp với các bạn sẽ luôn luôn ở lại. Và một trong những vị nữ thần mà các bạn có thể kêu gọi để hỗ trợ cho các bạn, để thu hút được đúng đối tượng, đúng tần số và đúng cái true love, đúng tình yêu thật sự, đó chính là vị nữ thần La Mã Aphrodite. Aphrodite thì cũng khá như một cái vị nữ thần của Hy Lạp, đó chính là vị nữ thần Venus, đó, thiên thần tình yêu. Love, rất nhiều love ở đây nha. Phải nói là mình không biết sao, nhưng mà đã đến lúc các bạn được thả một cách tự do để lựa chọn đối tượng tình yêu. Đã đến lúc bạn cũng biết là bạn sẵn sàng để đón nhận một cái tình yêu mới, một cái tình yêu thật sự. Đã đến lúc bạn đã học xong cái bài học. Và vị thầy bên trong, không hiểu sao mình đang nhắc đến cả vị thầy bên trong của tụ một nữa. Nhưng mà trong đội bảo hộ tâm linh thì mình đang thấy ở đây được rằng là cả đội bảo hộ tâm linh của bạn và vị thầy bên trong chỉ muốn nói với bạn rằng là tình yêu đang bay lởn vởn xung quanh các bạn. Và thật sự thì hãy nắm lấy cơ hội, hay nói chung là hãy cởi mở ra hơn nữa để đón nhận những cái tình cảm nó rất là tuyệt vời như thế này. Các bạn được gợi ý để gặp nhau, các bạn gợi ý để có những cái duyên mà nghe thì tưởng chừng như là bất ngờ trùng hợp, nhưng thực tế thì nó là một sự sắp đặt vào cái ngày hôm đấy, vào cái thời điểm đấy, và các bạn không thể đi được cái nơi nào khác ngoại trừ cái nơi đấy. Hoặc các bạn không thể là đến một, hay ví dụ như các bạn nghĩ là các bạn gặp nhầm người đúng không, hay là các bạn nghĩ là nó chỉ là duyên thôi, nhưng thực tế thì phải đến đúng cái thời điểm đấy. Ví dụ bạn đi mua một cái gì đó, bạn mới gặp người đó này. Hoặc ví dụ như là bạn phải đến đúng cái chỗ đó, bật đúng cái bài hát đấy này. Hay là ví dụ như là cái người gặp bạn ban đầu nhưng họ lại không đến, cuối cùng lại cho một cái người khác đến, thì cái người khác đằng sau đấy nó mới là người phù hợp với các bạn, kiểu như vậy. Nói chung là love, rất nhiều thứ liên quan đến tình yêu ở đây. Và thực sự thì mình đang thấy ở đây là các bạn sẽ thấy rất là vui vẻ. Mình đang thấy cái cảm xúc đầu tiên của các bạn nó không còn là sợ hãi, nó cũng không còn là của cái sự đề phòng nữa, không còn cái sự dè dặt, mà nó sẽ có cái sự cởi mở hơn. Và các bạn cũng không quá vội vàng trong những cái chuyện này nữa. Nhưng mà cái năng lượng này thích ghê. Và có một cái điều nữa để mình nói luôn cho các bạn, nó là dấu hiệu mà Spirit Guide của các bạn trong tụ 1 muốn mình truyền tải. Đó chính là thực ra những cái lá bài, có một trong hai lá bài, có cái lá bài chữ love này, mình không ý định lấy cái lá bài số 1 đó, là mình không ý định lấy, nhưng không hiểu sao nó bay ra rất nhanh và nó buộc mình phải lấy trong cái bộ bài này. Thế nên là mình cũng không nghĩ là cùng một lúc nó ra hai chữ love, hai chữ tình yêu, hai chữ liên quan đến luân xa trái tim.
Mặc dù mình biết là khi trả bài trong tụ một nó có một cái cảm xúc gì đấy nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là âu yếm, nó rất là tình cảm ở đây, và mình cũng đoán là nó liên quan đến tình cảm, nhưng mình không nghĩ là cùng một lúc nó ra đến hai lá liên quan đến chuyện tình yêu nhau. Và có một trong hai lá đấy mình không định bốc, mình không định, nói đúng hơn là mình còn không định, không thèm lấy, nhưng mà nó thu hút. Thì mình chỉ đang muốn nói là một khi nó đã là dấu hiệu thì bạn đi đâu làm gì thì trông thì tưởng tình cờ, nhưng thực tế nó là sự sắp đặt. Không phải bạn thì không phải là một ai khác. Và ngược lại đối với họ cũng vậy. Đó. Và có một điều hơn nữa nha. Hiện tại cái năng lượng tình yêu đang xoay quanh các bạn rất là nhiều. Ví dụ như là các mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn tự nhiên nó cũng được hài hòa hơn. Hoặc là bản thân bạn cũng biết học cách thích nghi hơn để làm sao cho cuộc sống nó dễ thở hơn. Thứ hai đó chính là các bạn tự nhiên sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời chúc phúc, những cái lời nhắn tin yêu thương, những cái sự gửi gắm, sự chân thành, những cái sự tôn trọng mà trước giờ các bạn không có, hoặc là trước giờ những người đấy họ từng thờ với bạn. Nhưng mà tự nhiên trong cái thời gian này, bởi vì cái năng lượng yêu thương của các bạn nó đang phát ra, thế nên là vô tình nó lại thu hút lại những cái năng lượng yêu thương hơn đến bên với cái cuộc sống của các bạn. Và nó sẽ có rất là nhiều những cái buổi nói chuyện mà nó bớt khắc nghiệt hơn. Những cái sự giải bày, những cái sự thổ lộ, những cái... Nói chung là mình có cảm giác là trong đời sống tình yêu hay đời sống tình cảm nói chung của các bạn trong tụ một cái thời điểm này, nó rất là nhẹ nhàng, nó không đến cái mức mà nó quá là kinh khủng như lúc trước nữa. Và bản thân bạn cũng thấy được rằng là trong chính con người của bạn nó đang có một sự khác lạ liên quan đến tình yêu và các mối quan hệ. Một trong những cái màu sắc may mắn của các bạn là màu xanh lá cây hoặc là màu hồng nha. Có thể là khi đi ra đường, khi nhìn thấy những cái ánh sáng, bạn rất hay nhìn thấy ánh sáng màu tím hồng, màu vàng, pha trộn lẫn màu tím, màu xanh lá. Cái lúc mà mình đang đọc bài ở đây đang có số 1111, 4 con số 1. Các bạn có thể đọc thêm về ý nghĩa con số thiên thần. Và ngoài ra hôm nay thì mình muốn mở rộng hơn, bởi vì cái chủ đề của chúng ta đang là cái đội bảo hộ tâm linh Spirit Guide muốn nói gì về hành trình của các bạn. Thì ở đây hành trình các bạn có liên quan đến lan tỏa tình yêu thương, bất kể trước đó các bạn có đã được thật sự nhận được cái tình yêu thương mà bạn vốn có hay không, hay là trước đó các bạn đã ở trong một cái tình yêu thương rồi, thì hãy nhớ rằng cái nhiệm vụ và định mệnh của các bạn liên quan cái việc là hãy tiếp tục lan tỏa cái tình yêu thương đấy. Thứ nhất là bạn lan tỏa cho người khác, và thứ hai tiếp tục người khác lại lan tỏa cho những người khác nữa, thì đấy mới là cái mục tiêu của các bạn. Và đấy cũng là những điều mà Spirit Guide và vị thầy bên trong muốn nhắn nhủ tới cho các bạn trên cái hành trình. Nó không đi đâu ngoài tình yêu và ngoài luân xa trái tim được cả. Thế nên nếu như bạn nào hiện tại vẫn đang chưa thấy được cái xúc cảm như thế này, chưa chạm được đến cái này, thì hãy nhớ rằng sẽ rất sớm thôi các bạn sẽ thấy được rằng thật sự tình yêu là gì. Nó không quá phức tạp như các bạn nghĩ, nó không quá đau đớn như những gì các bạn từng trải qua. Bởi vì tất cả những cái khổ sở các bạn từng trải qua, tất cả những cái người không trân trọng bạn, tất cả những cái mối quan hệ phức tạp mà đến bây giờ nó vẫn chưa tháo gỡ được nha, Nó chỉ để phục vụ duy nhất một điều thôi. Các bạn học được bài học. Giữa bạn và người đấy, những cái người mà không giải quyết được đấy, thực ra vẫn có những cái hợp đồng ràng buộc. Và một khi bạn phải hiểu được cái bản chất, và sau đó bạn thật sự bạn buông xuống được cái điều đấy, thì mọi thứ nó sẽ được phá hủy. Và lúc đấy cái tình yêu thật sự nó sẽ lan tỏa lại với các bạn. Cái tình yêu này không phải là cái tình yêu mà bạn cứ nói với người khác là tôi quên rồi, tôi chẳng nhớ người đó đâu, tôi chẳng cần quan tâm người đấy nghĩ gì đâu. Nhưng thực tế mỗi khi mà chỉ có một mình bạn, bạn mới hiểu rằng là thực tế những cái người mà đã từng làm tổn thương bạn vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Vậy thì làm cách nào để có thể thật sự buông xuống mà bạn vẫn có thể bước tiếp được và vẫn có thể cởi mở được cho những cái mối quan hệ tiếp theo và thật sự yêu thương bạn hơn? Thì đấy mới là những thứ mà vị thầy bên trong muốn các bạn đi trên cái hành trình của các bạn. Bất kể cái hành trình, ví dụ nha, mặc dù hôm nay là mình đang nói rất là nhiều về tình yêu, đúng, chủ đề này phần lớn là về tình yêu, là vị thầy bên trong và đội bảo hộ tâm linh muốn các bạn lưu ý về tình yêu. Nhưng không có nghĩa là trong các hành trình khác nó sẽ không có tình yêu. Ví dụ như hành trình công việc, các bạn phải yêu cái công việc đấy, các bạn thật sự phải có một cái xúc cảm mãnh liệt cho công việc đấy, thì các bạn mới dám bỏ ra nhiều thời gian hơn bình thường để làm. Các bạn dám lăn xả nhiều hơn, các bạn dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại để bước tiếp nhiều hơn, đúng không đó? Hoặc là ví dụ như phải có tình yêu với những người đã từng xung đột với các bạn để làm gì? Học cách tha thứ, để học cách bước tiếp, để học cách hàn gắn mối quan hệ, và để học cách hiểu được cái bài học đằng sau đấy. Và sau đó học cách thu hút. Bạn phải có một cái từ trường năng lượng cao hơn những người không thích bạn, hoặc cao hơn những người đã từng làm tổn thương bạn, thì bạn mới có thể đi qua được. Chứ bây giờ bạn
lại bị những cái năng lượng đấy nó khống chế, hoặc bị những cái năng lượng đấy nó đè nén, nó bị bạn lại thấp hơn cái năng lượng mà của những người làm tổn thương các bạn, vậy thì bao giờ các bạn mới thực hiện được cái sứ mệnh của các bạn? Và đừng bao giờ nói cái câu là không làm được nha. Cái việc các bạn nói các bạn không làm được, đúng, một phần là do những cái tổn thương mà là gây ra cho các bạn quá lớn, và mỗi khi các bạn nhớ lại các bạn cảm giác là các bạn đang phải chịu đựng lại một lần nữa. Nhưng một phần khác nó đến từ cái nỗi sợ của tâm trí. Hãy nhớ rằng riêng ngày hôm nay, nếu như các bạn được thu hút đến tụ một, phải thật sự thành thật với trái tim của các bạn. Hãy hỏi xem bây giờ trái tim của bạn còn lỗ hổng nào chưa được lấp đầy. Thứ hai, ai hoặc là người nào, lĩnh vực nào mà các bạn cần phải đặt cái love, cái tình yêu nhiều hơn. Và nếu như không thể yêu thương được thứ đấy, vậy thì có cái cách phương thức nào khác để có thể xoa dịu trái tim hay không? Các bạn phải tìm ra được cái điều đấy. Chắc chắn là trái tim các bạn, nếu như nó biết nói, nó sẽ không bao giờ muốn các bạn phải chịu đựng một thứ gì đấy quá đau đớn hoặc quá lâu dài đến cái mức mà mấy năm, mấy chục năm, hay thậm chí một cái thời kỳ rất là dài đằng đẵng như vậy. Thế nên đừng bao giờ nói câu là không làm được. Hoặc là nếu như đã từng nói thì từ bây giờ hãy sửa đổi cái câu đấy đi thành là tôi hoàn toàn có thể hồi phục những cái vết thương tổn đến từ trái tim, hoặc là tôi được tự do để làm mọi thứ mà trái tim tôi khao khát, kiểu kiểu như vậy. Hãy thay đổi cái từ ngữ đi thì mọi thứ nó cũng đã bắt đầu thay đổi rồi. Rất nhiều các bạn trong tụ một ở đây, nói luôn nha, trong thời gian này và trong thời gian tới, tình yêu sẽ tìm đến các bạn một cách rất là nhộn nhịp. Rất nhiều, và các bạn sẽ biết được cái điều đấy, biết được ai đang có ý đồ tình yêu với các bạn, có những cái gọi là như thế nào, họ có cái xúc cảm đối với các bạn đặc biệt hơn đối với những người khác, hay là ví dụ như là cái hành động hoặc là cái tư duy, cái lời nói của họ nó rất là rõ ràng rằng cái việc họ hướng về bạn rồi, và bạn cũng dùng cái trực giác cá nhân của bạn, bạn đoán được cái điều đấy rồi, và bạn cũng rất là cởi mở nha. Nhưng mà cái tình yêu ở đây mà trên hành trình mà đội bảo hộ tâm linh sắp đặt cho bạn, mình còn đang thấy được rằng là cái tình yêu này còn là cái tình yêu vô điều kiện, còn là cái tình yêu mà nó không có bất cứ một cái ràng buộc, bất cứ một cái phải được sở hữu thì mới gọi là tình yêu, mới gọi là cái sự hạnh phúc. Và cái tình yêu này còn là một cái tình yêu mà bạn sẵn sàng cho đi, nhưng phải đúng đối tượng và cho đi một cách cân bằng. Và đây còn là một cái tình yêu của cái việc là bạn là trung tâm của tình yêu, trung tâm của sự kết nối với mọi thứ. Có bao giờ khi các bạn trong tụ một vào cái thời điểm này, các bạn tự hỏi một câu là ở tại sao tôi đến những cái chỗ mà trông bình thường như này, nhưng khi tôi đến xong tự nhiên mọi người lại trở nên vui vẻ hơn, tự nhiên mọi người trở nên yêu thương nhau hơn, tự nhiên là cái nơi đấy lại trở nên tốt hơn so với cái lúc trước khi tôi đến không? Thì thực ra đấy giống như cái việc là bạn là cái nam châm thu hút tình yêu, bạn là cái thỏi nam châm để phát ra tình yêu, để cho mọi người cũng hiểu được và cũng học được cái cách, từ cái cách bạn yêu thương bản thân, từ cái cách mà bạn đối xử với người khác, từ cái cách mà bạn học cách nhân từ, từ cái cách mà bạn học cách tha thứ. Vô hình chung bạn dạy được cho người khác về cái năng lượng đấy, và họ sẽ làm như thế với chính cuộc sống của họ, và sau đó họ sẽ lan tỏa cái điều đấy đến những người khác nữa. Đấy là nhiệm vụ của các bạn. Yeah, believe and succeed. Hãy tin tưởng và thành công. Mình không biết sao nhưng mà đội bảo hộ tâm linh muốn các bạn rằng là đừng để cho những cái sự trì hoãn làm cản trở các bạn. Mỗi khi các bạn có một cái ý tưởng nào đấy, hãy cứ làm đi, đừng nghĩ quá nhiều. Thật sự cái sự cản trở đó các bạn, đầu tiên nó đến từ nỗi sợ, thứ hai nó đến từ sự tự ti, thứ ba nó đến từ cái việc là các bạn đang nghĩ quá nhiều mọi thứ ở trong cái kịch bản mà các bạn không dám bắt đầu từ cái bước đầu tiên. Nếu không bước đầu tiên thì sẽ không có bước tiếp theo, nhớ điều đấy. Tin tưởng và thành công ở đây còn là mình nghĩ cái việc là đôi khi, kể cả khi các bạn đã nghĩ là các bạn chọn đúng người, các bạn đi đúng đường, thì sẽ vẫn xảy ra những cái sai sót, vẫn xảy ra những khoảng thời gian khủng hoảng, vẫn xảy ra những cái sự khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng lòng tin của các bạn ở đâu và các bạn có dám đi đến tận cùng hay không, đấy mới là thứ quyết định thành công cuối cùng của các bạn, chứ không phải là những cái thành công nhỏ giọt. Các bạn có rất nhiều lá bài liên quan cái việc là đôi khi các bạn phải làm nhiều việc hơn bình thường, đôi khi các bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để chờ đợi đối phương hơn bình thường, đôi khi chuyện tình cảm của các bạn nó lắt léo hơn bình thường, đôi khi cái sự phát triển, cái tốc độ của các bạn nó chậm hơn bình thường so với những người khác, và khiến bạn đôi khi khá là mông lung và hoang mang. Nhưng cái điều đấy nó dưới góc độ của các bạn có thể nó là một thứ gì đấy nó hơi sai sót, nhưng dưới góc nhìn của
vị thế bên trong và dưới góc nhìn của đội bảo hộ tâm linh, thì thực ra đấy là một cơ hội để cho bạn tiếp tục được rèn giũa. Rèn giũa cái gì các bạn biết không? Rèn giũa lòng tin. Xem thật sự bên cạnh khả năng của bạn thì bạn có tin tưởng vào sự dẫn dắt mà bạn đang được nhận được hay không? Bạn có tin tưởng vào dấu hiệu mà bạn đang thấy hàng ngày hay không? Và bạn có kiên nhẫn, bạn có đủ kiên nhẫn, kiểm tra cả lòng kiên nhẫn của các bạn nữa, để các bạn có dám phát triển khi mà bạn gặp phải những thử thách trên đường đi hay không? Rất nhiều từ nói về sự thành công nha. Số 6 và số 8, kể cả theo bất cứ một cái năng lượng nào, chiêm tinh học, thần số học, hay là theo theo con số phương đông, thì nó đều là những con số rất tốt. Nó giống như là chữ lộc phát á. Hành trình của các bạn thực ra nó sẽ ẩn chứa rất nhiều, nhưng mà đến cuối cùng nha, thì cái thành công của các bạn, rất ít người có thể chạm được vào cái thành công đấy. Lại một lần nữa, mình thấy con số 1111, 4 con số 1 hai lần lặp lại. Các bạn cũng có hai lá số 1 ở đây, hình lớp Healing Begins. Trời ơi, không biết là các bạn đang sợ. Một số các bạn ở đây, các bạn đã sẵn sàng đón nhận rồi, và các bạn thấy cuộc sống các bạn nó đã quay trở lại cái thời kỳ gọi là cái thời kỳ của sự bình an, cái thời kỳ của sự vui vẻ, cái thời kỳ của cái việc lan tỏa yêu thương rồi. Nhưng một số bạn khác hình như là vẫn chưa thật sự tin tưởng, vẫn chưa thật sự buông cái tấm rèm mà các bạn đang quá là ngại ngùng ở đây. Nhưng mà không sao, yên tâm là vị thầy bên trong và đội bảo hộ tâm linh sẽ luôn luôn có một cái cách phi thường để cho các bạn buộc phải ra khỏi cái tấm rèm mà các bạn đang che giấu. Để có làm gì? Thứ nhất, thực hiện quá trình chữa lành của các bạn lên một cấp độ mới hơn. Thứ hai, lại một lần nữa, rất nhiều màu xanh lá cây và màu của luân xa trái tim ở đây. Thứ hai đó chính là dám tự tin hơn, dám tự tin hơn, dám bước đi những cái bước đi mạnh dạn lớn hơn, dám lan tỏa hơn, dám tỏa cái năng lượng thật sự các bạn hơn, dám sống đúng với con người thật, dám giang cánh bay xa, bay cao hơn nữa trên cái hành trình của các bạn. Một số các bạn khác ở đây thì đội bảo hộ tâm linh muốn nhắn nhủ các bạn trên cái hành trình các bạn, đó chính là sắp tới, những gì mà các bạn từng trải qua, những gì, cái sự hồi đáp cho cái sự kiên nhẫn và cái lòng tin bền bỉ, cái sự cố gắng không ngừng nghỉ khi gặp phải khó khăn của các bạn, nó sẽ đền bù cho các bạn bằng một cái phần thưởng. Mình đang thấy ở đây nó là phần thưởng thôi, và đủ khiến cho các bạn khuấy đảo cái năng lượng các bạn lên một lần nữa theo hướng tích cực nha. Nó sẽ là những kết quả tích cực nha. Rất nhiều con số 6, con số 8, con số 2 đều là bội số của 2. Cứ vui đi các bạn trong tụng 1 thôi. Đừng lãng phí vào những thứ đã qua, cũng như đừng lãng phí vào những thứ mà nó vẫn còn đang kìm hãm các bạn. Hãy nhớ những điều đấy nó không làm lên con người cuối cùng của các bạn. Đấy là những gì mà mình đang thấy ở đây mà đội bảo hộ tâm linh đang muốn nhắn đi nhắn lại để mình có thể truyền tải cho các bạn. Nên nếu như hôm nay thực sự các bạn liên kết với cái trả bài này và liên kết với cái tụ bài này, mình mong các bạn sẽ chia sẻ cái câu chuyện của các bạn cho mình cũng như cho cộng đồng biết. Oh, Ten of Cups. Sẽ rất sớm thôi, ít nhất là trong năm nay, các bạn sẽ được trải nghiệm đến một cái mối quan hệ mà trước giờ chưa bao giờ các bạn được trải nghiệm. Đấy là nếu đối với các bạn đang độc thân. Một mối quan hệ thực sự nói là sự lãng mạn nha. Một mối quan hệ mà các bạn được yêu thương, được tôn trọng, được phát triển cái cá tính riêng của các bạn, và đồng thời các bạn cũng được người đó hỗ trợ một cách hết mức nha. Nói chung là rất là viên mãn. Thứ hai đó chính là chuyện tình cảm gia đình của các bạn, nếu như lúc trước nó có lục đục thì trong năm nay nó cũng được giải tỏa một cách rất là triệt để. Và thực sự các bạn sẽ cảm giác rất là hài lòng và phấn khích vì cái tình trạng mới trong hôn nhân gia đình, vì cái tình trạng mới trong trong các mối quan hệ. Hi Practice. Đội bảo hộ tâm linh muốn các bạn chú ý nhiều hơn đến khả năng tâm linh mà các bạn đang được nhận được trong cái thời gian này. Những cái dấu hiệu, kể cả các bạn đã biết nó ý nghĩa là gì hay chưa, thì hãy cứ ghi chép lại đã, và tìm cái cách để các bạn học hỏi thêm, để hoặc là ít nhất các bạn gửi ra cái lời cầu nguyện để hỏi xem cái dấu hiệu đấy là gì. Họ sẽ dẫn dắt các bạn từng ly từng tí với cái hình ảnh này. Bản thân các bạn trong năm nay nói riêng và trong cái hành trình mà các bạn đang đi nói chung, các bạn đang sở hữu một cuốn sách được coi là cuốn sách dẫn đường cho các bạn.
Nhưng đây là cuốn sách vô hình nha. Đôi khi nó sẽ là hữu hình, nếu như mà đôi khi các bạn không thể nào truy cập được một cách vô hình thì nó sẽ được gợi ý thông qua một khóa học, thông qua một cuốn sách, thông qua một ai đó viết một cái gì đó cho các bạn để các bạn đọc được, nhìn được, nghe được. Nhưng mà thông thường thì bản thân các bạn đã có một khả năng ngoại cảm rồi, chỉ là cần kết nối sâu hơn. Thứ hai đó chính là trên hành trình của bạn thực ra đôi khi nó không phải 100% như những gì nó thể hiện, đặc biệt liên quan đến khó khăn. Thế nên là luôn luôn phải giữ một cái sự bình tĩnh, giữ một cái sự tỉnh táo và giữ một cái sự kiên định. Khá nhiều các bạn ở đây, các bạn có xu hướng là cái việc các bạn rất là nhạy cảm với ánh trăng, nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Cái điều đấy tốt, nhưng đôi khi trong một số trường hợp, đặc biệt khi các bạn đi theo cái hành trình thực hiện cái sứ mệnh hoặc là trong một mối quan hệ thì cần phải điềm tĩnh hơn một chút, hoặc ít nhất các bạn cần phải có lại được cái sự cân bằng. Khá nhiều các bạn ở đây, các bạn được mệnh danh bởi vì cái năng lượng của các bạn mang lại cho người khác một mặt là sự yêu thương, một mặt là sự cởi mở, nhưng ngược lại đôi khi bạn cũng rất là bí ẩn. Đội bảo hộ tâm linh muốn nói với các bạn rằng là hãy giữ nguyên cái cốt lõi, cái con người của các bạn, cái bản chất thật của các bạn. Đừng vì bất cứ một cái điều gì để thay đổi, đừng vì bất cứ một hoàn cảnh nào đó mà khiến các bạn sống khác đi so với con người của các bạn. Các bạn có thể thỏa hiệp, có nghĩa là để đạt được lợi ích chung giữa cả hai bên trong một vài trường hợp, nhưng không bao giờ được quên đi cái con người thật sự của các bạn, thì các bạn mới đi tiếp được trên hành trình. Bất kể hành trình đấy là gì, bất kể liên quan đến lĩnh vực nào. Bởi vì khi đã nhắc đến cái lá bài này ở đây là mình nghĩ đến việc là một người rất là thông tuệ, một người rất là có cả về cái chiều sâu về kiến thức nha, và có cả chiều sâu về sự thông thái, về sự cảm nhận về thế giới quan nha. Và những khả năng của họ đôi khi không không cần học quá nhiều mà họ vẫn có thể tiếp thu được. Thế nên hãy sử dụng nó, và đặc biệt trực giác của các bạn rất là nhạy bén. Hãy sử dụng nó giống như là một cái bàn đạp cho các bạn, đừng có để cho cái năng lượng các bạn nó bị hoài phí. Universal light. Cuộc sống của các bạn trong tụ một đang được chiếu sáng bởi ánh sáng đến từ vũ trụ, một cái ánh sáng nó rất là thuần khiết, một ánh sáng rất mạnh, một ánh sáng nó rất là nó đủ sức để thổi bay bất cứ một cái sự lo lắng nào của các bạn đang có. Nhưng quan trọng bạn cần phải bật 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 nhầm bạn cần phải bật cái giống như bật công tắc lên để cho nó phù hợp với cái nào, phù hợp với cái ánh sáng này thì bạn mới nhận được thông điệp. Còn nếu không bạn cứ mãi mắc kẹt ở những cái sự lo lắng, cái sự vẩn vơ, những cái gì mà nó đang diễn ra thì chắc chắn là bạn sẽ không, thứ nhất bạn sẽ không thể tiếp cận được với cái tài năng bẩm sinh của các bạn, thứ hai là các bạn cũng sẽ không thể dang rộng cái đôi cánh để đi tiếp, bởi vì cứ đi các bạn lại nghi ngờ, cứ đi các bạn lại sợ hãi. Inner child, hãy dành thời gian để nói chuyện với trái tim, dành thời gian để kết nối với đứa trẻ bên trong nhiều hơn. Hãy lên trên mạng để xem những cái cách để kết nối đứa trẻ bên trong giúp mình. Con số 17 cũng là một trong những con số mà các bạn cần phải đặc biệt chú ý. Nó sẽ diễn ra những cái sự kiện, những cái thông điệp, những cái thông tin quan trọng, hoặc là những cái, nói chung là một thứ gì đấy rất là đặc biệt. Thế các bạn hãy để ý hơn giúp mình. Thì vừa rồi là những thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn trong tụ 1. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn trong tụ 2 ha. Tụ 2, đội bảo hộ tâm linh đang muốn nói gì về hành trình của các bạn? Hãy nhớ hành trình ở đây có thể là hành trình công việc, hành trình mục đích sống, hành trình tâm linh, hành trình tiền bạc, hành trình tình cảm. Bất cứ cái hành trình nào các bạn đang nghĩ và các bạn chọn tụ 2, hôm nay hãy ngồi lắng nghe thông điệp giúp mình ha. Thứ nhất ở đây là peace, sự thanh bình yên ả. Và thứ hai, meditation, thiền định. Tại sao hai điều này lại được coi là điều tiên quyết mà đội bảo hộ tâm linh cũng như vị thầy bên trong muốn các bạn trong tụ 2 phải tập trung nếu như các bạn muốn tiếp tục trên hành trình các bạn một cách khai sáng, một cách thông tuệ, một cách phát triển, một cách nó mạnh mẽ hơn? Đó chính là rất có thể khi mà các bạn thiền định, đối với những bạn hay thiền định nha, thì các bạn sẽ nhận được những câu trả lời trong đó. Câu trả lời một cách rất chính xác, rất rõ ràng, rất nó giống như một cái sự định hướng cho các bạn để các bạn không bị mập mờ bởi những cái đáp án khác nữa. Đặc biệt đối với những bạn mà hay phân vân giữa nhiều lựa chọn, hoặc là hay dễ bị hoặc là hay không thực tế trong các quyết định, thì
thì có thể là thiền định nó sẽ giúp các bạn có được câu trả lời tốt hơn. Thứ hai, một số bạn khác ở đây, cái điều mà giữ các bạn đi xuyên suốt được hành trình đó chính là luôn luôn tìm những người, luôn luôn ở bên cạnh những người, luôn luôn ở bên cạnh những thứ, những đồ vật, những sự kiện mang lại cho các bạn được sự thanh bình yên ả, chứ không phải người khuấy đảo lên cái năng lượng của các bạn, chứ không phải là người mà luôn luôn mang lại cho các bạn cái sự áp lực, cái sự căng thẳng, cái sự mệt mỏi, hay là cái sự phải đề phòng. Challenging time. Tụ 2, đội bảo hộ tâm linh của tụ 2 muốn nói với các bạn trong tụ 2 rằng họ biết hiện tại các bạn đang trải qua điều gì. Họ muốn mình nhắn nhủ với các bạn rằng họ biết hết tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống các bạn, bất kể là bạn có nói chuyện với họ hay không, bất kể bạn có nhận ra họ vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của bạn hay không, bất kể bạn có phải là cái người mà có thật sự quá tin tưởng vào những đời sống tinh thần hay không, nhưng họ biết bạn đang gặp khó khăn. Họ biết thời gian này bạn đang gặp khó khăn, có thể khó khăn tài chính, một số bạn khác khó khăn về mối quan hệ, một số các bạn khác ở đây đang khó khăn về chính cái tư tưởng mà các bạn đang mang vác. Nhưng hãy nhớ dù nó là gì nhưng nó đang đặt nên một cái gánh nặng rất lớn cho các bạn trong tụ 2. Và thực sự nó là một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng đồng thời cái sự khó khăn này nó cũng mang lại cho các bạn những bài học. Nó sẽ mang lại cho các bạn, nó giống như một vị thầy. Nếu như người khác họ cần phải đi học, họ cần phải có một người thầy cụ thể, thì riêng tụ 2 người thầy quan trọng nhất của các bạn trong cuộc sống đó chính là những khoảng thời gian của sự bấp bênh, những khoảng thời gian của sự khủng hoảng, những khoảng thời gian của sự chia ly, những khoảng thời gian của sự thử thách hay khó khăn. Nó chính là những người thầy của các bạn. Và sau này, và không phải ngẫu nhiên bạn phải trải qua những khó khăn đấy một cách liên tục hay là một cách có tính lặp lại, bởi vì những khó khăn này sẽ hình thành nên cho bạn sau này, bạn sẽ truyền đạt lại những cái cách để bạn xử lý vấn đề cái khó khăn này cho những thế hệ tiếp theo, cho những người mà họ đi theo các bạn. Có nghĩa là bây giờ các bạn đang là những người học trò và sau này các bạn có xu hướng trở thành những người thầy vào một cái thời điểm thích hợp. Hai lần con số 5. Nếu như con số 1 nó đánh dấu bởi số 1111 thì tụ 2 liên quan đến cái việc là con số 5. Các bạn trong tụ 2 sẽ thấy rằng là đôi khi đúng là bạn trải qua khó khăn liên tiếp thật, nhưng hãy thành thực hơn nữa là ít nhất mình đang thấy trên bài ở đây có một vài khoảnh khắc mà bạn được tạo cơ hội để có lại được cái sự tỉnh táo trong tâm hồn, có lại được cái sự bình yên, cái sự tĩnh tâm hơn để các bạn tập trung đưa ra quyết định hoặc tập trung để lấy lại cái nhịp độ vốn có của cuộc sống, chứ không phải là chạy theo cái sự khó khăn thử thách này nữa. Chắc chắn là có ít nhất một vài lần, ví dụ như thế này, là cái đợt đấy các bạn đang rất là khủng hoảng về tiền bạc tài chính hay khủng hoảng về các mối quan hệ đi, và các bạn không biết làm thế nào, hay thậm chí rất là bận rộn về công việc, thậm chí gần đến Tết rồi nữa, và các bạn không có một cái thời gian nào chăm sóc bản thân, không có một thời gian ăn uống tử tế, không có một cái khoảng thời gian nào mà các bạn đã đạt được lịch ra mà các bạn có thể hoàn thiện được. Nhưng đùng một phát tự nhiên ngày hôm đấy, tự nhiên máy các bạn đang chuẩn bị làm nó bị đơ, hoặc là tự nhiên cái hệ thống mà công ty của bạn tự nhiên nó bị mất điện và cần rất nhiều thời gian để sửa, thì thực ra đấy, và các bạn có thời gian thêm để các bạn làm gì? Ngồi nghỉ ngơi. Mặc dù đấy là cái điều không muốn đâu, nhưng mà ý mình nói là các bạn được tạo cơ hội và sẽ có một cái thế lực để khiến cho các bạn có ít nhất một cái khoảnh khắc để các bạn thật sự được nghỉ ngơi, thật sự được tìm về với cái ngọn lửa của sự yên bình, của sự yên ả này này. Ý mình đang nói là thế, trong khoảng thời gian khó khăn. Và nó sẽ dạy các bạn một điều, đó chính là sau này dù có khó khăn như thế nào cũng hãy luôn luôn dành ra cho mình ít nhất một cái khoảng thời gian thật sự dành cho bản thân. Phải yêu thương, trân trọng cái điều đấy. Và sau đó tiếp tục quay trở lại cuộc sống. Energy, năng lượng. Hãy để ý đến những nguồn năng lượng mà các bạn đang tiếp xúc, các bạn đang tỏa ra, các bạn đang phát ra. Đấy là cái năng lượng thật sự bạn muốn truyền tải cho người khác hay bạn muốn thu hút về phía mình, hay đấy là cái nguồn năng lượng không tốt. Hãy luôn luôn quan sát cái năng lượng đấy. Bởi vì hiện tại mình đang thấy ở đây, bạn cùng lúc phát ra và thu hút lại những cái năng lượng nó đối nghịch. Có cả năng lượng tốt và năng lượng không tốt. Vì vậy hãy luôn luôn chọn lọc ra để tránh cho cái một ngày của các bạn, hoặc để tránh cho đã gặp khủng hoảng rồi mà còn thu hút những cái năng lượng nó không tốt nữa, thì hoặc là những cái năng lượng mà khiến các bạn bị kiệt sức hơn, thì chắc chắn không ai muốn. Vậy nên càng phải để ý hơn về cái nguồn năng lượng vốn có của các bạn. Và một trong những điều nữa, năng lượng ở đây còn làm mình nghĩ đến là đôi khi bạn sẽ cảm giác là
trong những khoảng thời gian khó khăn thật, hoặc là trong những khoảng thời gian mà nó hơi hơi không mấy tốt đẹp thật, nhưng mà tự nhiên nó xuất hiện ra một vài những cái sự kiện nó mang tính dấu hiệu mà nó hơi bị vi diệu một tí, nó không thể giải thích được bằng từ ngữ thông thường. Và bản thân bạn, ví dụ như nó xuất hiện trong thông qua giấc mơ này, ví dụ như nó xuất hiện thông qua một cuộc nói chuyện gặp gỡ với người lạ này mà bạn không hề muốn nói chuyện nhưng mà họ cứ đến họ bắt chuyện, hoặc là ví dụ như là nó thông qua một cái cuộc gặp nào đó đi mà bạn vô tình thôi, nhưng mà cuối cùng nó lại mang một cái ý nghĩa đặc biệt. Đấy là cái năng lượng, cái người đấy hoặc là cái sự kiện đấy đã được truyền năng lượng đến từ đội bảo hộ tâm linh của bạn để đến nói với bạn. Bạn bạn có hiểu ý mình không? Có nghĩa là nó mang tính sự kiện, bởi vì bình thường bạn không nghe được, thế nên là đội bảo hộ tâm linh mới dùng một người khác, dùng một cái phương tiện khác nó phù hợp hơn trong thế giới con người để bạn có thể hiểu được cái điều đấy. Và bạn sẽ ngộ ra là kiểu như thế. Và energy ở đây cũng làm mình nghĩ đến một điều rằng là năng lượng của các bạn nó đang rất quý giá, vì vậy các bạn hãy để ý hơn khi phát nó ra hoặc khi thu nhận lại từ một ai đó, từ một thứ gì đó. Như mình nói như ban đầu rồi á, tốt và mang lại cho các bạn cảm giác yên bình, không khiến cho các bạn bị bận tâm, không khiến cho các bạn bị sao nhãng, không khiến cho các bạn bị bối rối, thì hãy đón nhận nó một cách duyên dáng. Còn nếu không, hãy nói không, hoặc ít nhất hãy vạch ra một cái ranh giới để các bạn bảo toàn cái năng lượng của các bạn. Thực ra mình đang thấy ở đây đội bảo hộ tâm linh đang tìm mọi cách để có thể len lỏi những cái nguồn năng lượng xoa dịu cho các bạn trong cái khoảng thời gian khó khăn, bằng cách này hay bằng cách khác. Kể cả khi các bạn đã đến với trải bài của mình thì rất có thể những gì mà mình được nói trong cái trải bài ngày hôm nay cũng là một phần để giúp các bạn xoa dịu, giúp các bạn tin tưởng hơn là thực ra kể cả khi các bạn có đang quay cuồng ở trong thế giới thực, thì trong một cái thế giới nào đấy bạn vẫn đang được yêu thương, bạn vẫn đang được che chở, bạn vẫn đang được truyền một cái nguồn năng lượng vô hình để các bạn tiếp tục. Prosperity. Đừng lo lắng nếu như mà bạn nào đang lo lắng về tiền bạc. Thực ra đội bảo hộ tâm linh đang tạo cơ hội cho các bạn trong cái thời gian tới để có thêm được nhiều nguồn thu nhập hơn, có thêm cái sự ổn định về mặt tiền bạc hơn, có thêm cái sự dồi dào, phong phú, giàu có thêm được và thậm chí nha, những cái phần thưởng các bạn từng chờ đợi, từng bị mất, từng gặp khó khăn, nó sẽ hồi đáp lại cho các bạn. Và đấy chính là cái luật nhân quả mà các bạn được nhận. Prosperity cũng là mình nghĩ đến là sắp đến một cái khoảng thời gian các bạn sẽ được thu hoạch một cái điều gì đấy nó lớn hơn những gì bạn mong đợi bây giờ. Khá nhiều các bạn ở đây hiện tại các bạn đang đặt một cái góc độ giống như là góc độ con người để nhìn nhận mọi thứ. Safe home, ngôi nhà an toàn. Nếu như bạn nào đang lo lắng về nhà cửa, lo lắng về các thành viên trong gia đình, lo lắng về một cái điều hay lo lắng về một ngôi nhà mà bạn muốn có, đừng lo, trust. Hãy cứ gửi hết nỗi lo của các bạn cho tổ tiên, cho thiên thần, cho đội bảo hộ tâm linh, cho vị thầy bên trong hay cho bất cứ một cái lực lượng nào các bạn đang tôn thờ nha. Và nhờ họ chăm sóc những cái điều lo lắng đấy và gửi lại cho các bạn một điều thôi, lòng tin. Cái lá lòng tin nó hiện ra rất nhanh, courage, can đảm hơn để đối diện với khó khăn. Hãy coi nó là một bài học và là một cơ hội để bạn có thể lội ngược dòng. Hãy biến cái thách thức trở thành cơ hội và can đảm hơn để đối diện với nó. Đôi khi các bạn rất dễ bị hoảng loạn bởi những cái sự kiện liên tục đến với các bạn mà nó theo cái chiều hướng không tốt. Và chính vì vậy năng lượng của các bạn nó cũng sẽ bị tiêu hao khá nhiều. Thế nên sẽ thu hút những cái người không phù hợp, thu hút những cái trường hợp nó còn xấu đi. Thế nên là một trong những điều ở đây mình đang thấy để cân bằng lại, để tiếp đất hơn và để giúp cho các bạn có được một cái sự dồi dào hơn về mặt năng lượng, thanh thản hơn, đến gần hơn với đất mẹ giúp mình. Trồng cây, ăn những thực phẩm đến từ đất, mặc màu đỏ, nói chuyện hoặc là nói những cái lời khẳng định liên quan đến đất mẹ, về cái sự tôn thờ đất mẹ, ra ngoài kết nối với tự nhiên nhiều hơn, đi dạo, sử dụng những thực phẩm tự nhiên. Take the lead. Hãy dám. Đừng sợ hãi nữa, đừng trốn nữa, đừng lo lắng là những khoảnh khắc khó khăn sẽ không bao giờ chấm dứt. Đừng có để cho nỗi buồn nó bủa vây các bạn quá lâu. Thông thường sau 17 giây, những cái thứ mà các bạn đang buồn bã, những gì các bạn đang níu kéo các bạn, những gì đang là khó khăn thử thách, những gì mà đang là cái sự bối rối trong đầu các bạn đang diễn ra, nó sẽ tiếp tục, nó kéo theo từ chuỗi ngày này sang chuỗi ngày khác. Lời khuyên đến từ đội bảo hộ tâm linh: hãy dám đứng lên lãnh đạo cho chính bạn trong cái thời kỳ này. Không cần phải bị động chờ đợi một ai đấy. Các bạn có thể gửi lời cầu nguyện, họ sẽ luôn luôn giúp các bạn.
nhưng không cần phải chờ đợi một người cụ thể để giúp các bạn, bởi vì bạn chính là người làm chủ. Bạn chính là người có thể lấy lại cái ánh sáng trong cuộc sống của chính các bạn. Bạn chính là cái người có thể thải bay đi bóng tối. Bạn chính là người có thể xua tan đi nỗi buồn. Và bạn cũng là cái người trao cho bản thân cái cơ hội mà không ai có thể trao được. Việc của các bạn cần làm bây giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn nha các bạn ơi. Các bạn nghĩ về nó nhưng không giải quyết được cũng không để làm gì hết. Hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và sau đó xem xét lại các bước trên hành trình của các bạn. Mình tin là sau khi các bạn nghỉ ngơi xong, các bạn sẽ có được những cái phương án tối ưu hơn. Bởi vì mình đang thấy ở đây các cái kế hoạch sau khi bạn nghỉ ngơi á, bạn vẽ lại nó, bạn làm lại nó, bạn điều chỉnh lại nó, thì đột nhiên nó có một cái sức công phá rất lớn. Cái nguồn năng lượng mới này nó sẽ thích nghi với cái điều mà bên trên mong muốn. Bạn tiến về phía hành trình để tỏa sáng hơn bao giờ hết, để đạt được cái thành công. Đây là hình ảnh mặt trời cho thấy được rằng là bạn đã vượt qua cái thời gian khó khăn. Bạn sẽ thấy được cái câu trả lời cuối cùng mà bạn muốn tìm thấy, và cái phần thưởng dành cho bạn chắc chắn nó sẽ là của các bạn. Cái điều này là điều được khẳng định luôn rồi nha. Các vấn đề giờ mình đã hỏi thêm ý kiến đến từ tổ tiên và đội bảo hộ tâm linh. Những vấn đề mà đang giữ các bạn lại, đang khiến cho các bạn bị rối, rối như là tơ vò đang bị rối bong bong á, đang được làm sạch giống như cái hồ này này. Chúng ta ở đây đang điều hướng tất cả. Vì vậy hãy đồng hợp tác hơn. Không cần phải ngoan cố, không cần phải gồng mình trong cái thời điểm này. Hãy biết rằng là khó khăn đấy, bạn hoàn toàn có thể kêu gọi sự trợ giúp đến từ thế giới tinh thần để hỗ trợ cho các bạn trong đời sống vật chất, hay trong bất cứ một cái bước nào đi trên hành trình của các bạn cũng được. Không có một thứ gì đấy quá lớn hay quá nhỏ để bên trên có thể can thiệp. Riêng tụ hai mình chỉ muốn nói câu đấy thôi. Và lòng tin của các bạn sẽ là, và cái sự kiên định của các bạn, cái sự can đảm của các bạn sẽ là thứ giúp các bạn qua được tất cả những khoảng thời gian thử thách. Dù nó là thử thách kinh khủng đến đâu, bạn đều có thể làm được. Đây không phải là lời mình khuyên nha, mà thực sự là tất cả các lá bài ở đây nó đang hướng như vậy. Vậy thì hãy điều chỉnh lại cái thái độ và cái tư duy của các bạn. Cho phép bản thân nghỉ ngơi nếu cần. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thì mình đã xong hai cái trải bài trong ngày hôm nay, trong hai cái tụ bài. Thì mình mong là nếu như các bạn thích và nó liên kết, đừng quên để lại những cái comment bình luận và ấn thích cũng như đăng ký để có thể nhận thêm những cái thông tin và ưu đãi mới nhất đến từ Vi ha.